Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Chào chị Hằng My ạ. Không biết là thời tiết ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào ở miền Tây Nam Bộ ạ? Liệu là có mưa nhiều về chiều như hôm qua không chị? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ, chào quý vị khán giả. Khả năng chiều nay mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ đấy ạ. Dự báo mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành sau khoảng 2 giờ chiều. Tại những nơi nằm trong vùng màu xanh đậm thì mưa còn có thể lên đến 50mm như ở tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang đến Cà Mau, Bạc Liêu hay là Sóc Trăng. Đây cũng sẽ là những khu vực dễ xảy ra gió giật và lốc sét đi kèm trong cơn dông. Trước khi chuyển mưa, thành phố Cần Thơ vẫn có nắng từ sáng cho đến tận đầu giờ chiều. Cường độ nắng mạnh, quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nóng khi mà nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ. Người dân ở một số nơi khác của Nam Bộ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa đến Bến Tre, Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Đốc sẽ cảm nhận rõ cái nắng và nóng giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 đến 34 độ. Chỉ ít nơi như là Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau dịu hơn 31 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang cũng tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa hạn chế giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Chưa kể gió còn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.